Harry Won lần đầu công khai góc khuất trong cuộc hôn nhân với Trấn Thành. Bà xã nam danh hài Trấn Thành cũng chia sẻ về những giây phút thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân khi hai vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Sau 3 tháng kết hôn, lần đầu tiên Harry Won bộc bạch về cuộc sống gia đình bên ông xã Trấn Thành. Theo đó, nữ ca sĩ gốc Hàn khá cởi mở khi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân cùng những thói hư tật xấu của bạn chung giường. Trên sóng truyền hình, Harry Won không ngại bêu tật xấu của Trấn Thành, nói nhiều. Bà xã nam danh hài cũng chia sẻ những giây phút thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân khi hai vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt. Trước câu hỏi khi cãi nhau ai sẽ là người làm hòa, Harry Won thổ lộ, ông xã luôn là người ngỏ lời làm lành trước. Ngay từ khi công khai đến với tình yêu của Trấn Thành, mối tình của nữ ca sĩ gốc Hàn đã không nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Vì lẽ này, Shin và Ri thường né tránh không bộc bạch về chuyện tình của mình. Tuy nhiên, sau ít phút tâm sự về hôn nhân hiện tại, giọng ca Anh Cứ Đi Đi đã cởi mở hơn trong những hoài niệm quá khứ tình yêu với người bạn đời. Khi bị dẫn dắt bởi câu hỏi, ca khúc Làm Sao Để Yêu có gì tương đồng với tình yêu của hai người, bà xã Trấn Thành tâm sự. Trong nhân vật của cô gái Làm Sao Để Yêu hơi khác với Harry, cô gái ấy mới biết yêu khi gần 20 tuổi, còn Harry đã trải qua nhiều sóng gió rồi nên đã chọn người đàn ông mình có thể tin được và mình đã lấy rồi. Sau thời gian bay mỏi cánh tình trường, Trấn Thành và Harry Won đã tìm thấy nhau. Đôi tình nhân bị bắt gặp đưa đón nhau dự sự kiện và có những hành động thân mật vào tháng 2 năm 2016. 9 tháng vượt qua sóng gió vì dư luận bủa vây, nam danh hài và nữ ca sĩ gốc Hàn đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng lễ thành hôn diễn ra ngày 25 tây tháng 12 năm 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!